trăm Channel. Chương 4134, Định Tinh Hải. Ai cũng không nghĩ tới, sinh tử thiên tôn có thể dễ dàng phá vỡ trật tự tràng của tinh thần lực thủy tổ cấp 96 như vậy. Kích phong thẳng tới chân thân, sức mạnh này mạnh đến mức nào, phải vận dụng đạo pháp sâu bao nhiêu, không ai rõ ràng cảnh giới của đệ nhị nho tổ, không ai từng giao thủ với tinh thần lực thủy tổ cấp 96 tự nhiên cũng không cách nào lý giải được kích này của Trương Nhược Trần. Chỉ còn lại sợ hãi than, ầm ầm, một bàn cờ hình vuông, dài rộng mấy chục dặm, hiện ra trước người đệ nhị nho tổ, một đảo quang ngân, ngang dọc đan sen, vừa giống trận pháp, lại không giống trận pháp, từng ký hiệu kỳ đạo thâm ảo nhảy lên trên bàn cờ. Trương Nhược Trần toàn lực bổ ra một kích này, bị hoa văn bàn cờ cùng ký hiệu thủy tổ ngăn chờ. Sau một khắc, khủng bố thủy tổ thần quang chốt xuống, xuyên thấu thế giới chân thật, lại đánh xuyên hư vô thế giới, ở trong vũ trụ, hình thành một cái đường kính mấy trăm triệu dặm không gian lỗ thùng. Oanh, oanh, ngay sau đó, chính là lỗ không gian thứ hai, lỗ không gian thứ ba, mỗi một lần tam giới không gian sụp đổ, đều là trương nhược trần cùng đệ nhị nho tổ lực lượng đối chạm. Thủy tổ chiến đấu ba đồng, dẫn phát thiên địa quy tắc dung chuyển, tinh hải chìm nổi quang ám lóe ra, các tinh vực đỉnh cấp tu sĩ đều cảm ứng được, đều kinh hãi, đương nhiên, chỉ có thiên tôn cấp cùng bán tổ, mới đại khái biết được, giao thủ cũng không phải thiên mỗ cùng mộ dung chúa tề, mà là sinh tử thiên tôn cùng đệ nhị nho tổ, còn lại thần linh, chỉ có thể trông về phía ly hận thiên, nhìn thấy thủy tổ thần quang cùng năng lượng rung động, cũng không phải dùng mắt thường nhìn thấy. Mà là thần niệm cùng thiên địa quy tắc hình thành phản hồi đây là vượt qua không gian giới hạn rình coi người không đạt thần cảnh trước khi năng lượng rung động tới căn bản không biết thủy tổ quyết đấu bị đánh bay ra địa mục giới bảy đại cao thủ rơi xuống ở lưu vực tam đồ hà đập ra bảy cái hố trời bọn họ vừa mới truyền tấn đi ra ngoài tập kết đứng đầu nhất chư thiên cùng thần tôn chuẩn bị thành lập vận mệnh thập nhị tướng thần trận ly hận thiên thủy tổ quyết đấu liền bộc phát băng hoàng ngẩng đầu nhìn lên trong con người hiện ra mênh mông tinh hải cùng từng cái lỗ thủng không gian thật lớn. Nói, là huyền hoàng thần khí cùng bàn cờ quang ảnh, chẳng lẽ sinh tử thiên tôn cùng đệ nhị nho tổ giao thù. Dù là tu vi cao đến hắn cấp độ này, giờ phút này cũng là nhìn không thấy sinh tử thiên tôn cùng đệ nhị nho tổ chân thân. Chỉ có thể thông qua lực lượng khí tức cùng đạo pháp đặc tính làm phán đoán. Mẹ ơi, hùng hãn như vậy sao? thủy tổ tinh thần lực cấp 96 cứng rắn. Bất tử chiến thần đương nhiên biết sinh tử thiên tôn đem bọn họ đánh trở về địa mục giới. Là vì bảo vệ bọn họ, nhưng mình tốt xấu là nhất tộc trí cường. Bán tổ cấp tồn tại, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Nhưng giờ phút này, tất cả cảm xúc không vui đều không còn sót lại chút gì. Tinh thần lực cấp 96 trong lịch sử vạn cổ trường hà. Đều là truyền thuyết tuyệt đối, đại biểu cho thủy tổ đứng đầu nhất loại quyết đấu cấp bậc này bùng nổ, nếu bọn họ còn ở ly hận thiên, có thể chịu đựng được một kích sao, giao thủ rồi, tình thế dường như nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng, nộ thiên thần tôn nhíu mày, theo hắn xem ra, thiên mỗ cùng sinh tử thiên tôn cùng đi ly hận thiên. Càng giống như là đi cùng thần giới đàm phán, là muốn lấy hòa bình thủ đoạn, bảo vệ địa ngục giới cùng thiên đình vũ trụ tôn nghiêm cùng lợi ích. Chính thức khai chiến, nào có nửa phần thắng. Vẹn vẹn chỉ là một tòa 72 tầng tháp, liền chấn áp toàn bộ vũ trụ cường giả ba vạn năm không dám ló đầu. Minh Tổ cùng Hồng Mông Hắc Long, hai tôn thủy tổ này ngã xuống, đã là đem lực uy hiếp của 72 tầng tháp đẩy tới đỉnh cao tuyệt đối từ xưa đến nay, thậm chí vượt qua cửu đỉnh. Đây là diệt tổ chi binh, liên tục chấn sát hai thủy tổ, lệ khí và thế vận của bản thân 72 tầng tháp. Liền bạo tăng lên một mảng lớn, đồng thời, lực ảnh hưởng tinh thần lực thủy tổ cấp 96 xuất thế. Không hề thua kém mệnh tổ thời kỳ đỉnh cao, hoàng tuyền đại đế, diêm la giáng lâm thời đại này, cùng tồn tại như vậy va chạm, ai đi, đều cùng muốn chết không khác, thiên mỗ cùng sinh tử thiên tôn chỉ có như địa tạng vương vậy. Tự bảo thủy tổ thần nguyên, mới có thể bức vĩnh hằng chân tể lui bước, trận thủy tổ quyết đấu này, so với trong tưởng tượng của chúng ta hung hiểm hơn nhiều là bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng phản kích quá bi tráng. Phượng Thiên mang theo xí si kích chiến ý nồng đậm, sớm khôi phục diện mạo thật. Nói, thần giới muốn không ngừng suy yếu thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới, suy yếu đến thời điểm chúng ta vô lực phản kích, lại phát động tiểu lượng kiếp thu hoạch. Thần giới kiêng kỳ chưa bao giờ là chúng ta, mà là đại lượng kiếp đã như vậy. Cho dù chúng ta chết trận hôm nay cũng phải khiến bọn họ trọng thương đến mức phải chết dưới đại lượng kiếp nạn ngày mai. Muốn chết, cùng chết, đối mặt không thể chiến thắng, mặc dù chết cũng đi về phía trước. Thiên đình vũ trụ cùng địa mục giới tu sĩ, đều đang tập kết, hóa thành từng chi trùng trùng điệp điệp quân đội, đi xây dựng tại vũ trụ các nơi thiên địa tế đàn. Tuyên ngôn tử vong muốn chết cùng chết vang vọng từng tòa đại thế giới cùng chủ tinh. Đừng nói những tu sĩ dưới thủy tổ này chính là thiên mỗ đang ở ly hận thiên. Cũng bị sinh tử thiên tôn đột nhiên khởi xướng thủy tổ quyết đấu. Đánh cho trở tay không kịp, vốn nàng cùng tu sĩ khác bình thường, cũng cho rằng sinh tử thiên tôn chính là hiên viên thái hào. Hiện tại lại hoàn toàn phủ định suy đoán này, mộ dung chúa tể lui tới vận mệnh thần vực, đi lên vận mệnh thần sơn, có vẻ cực kỳ trầm ổn cùng thản nhiên, không chút lo lắng thiên mẫu lần nữa hướng hắn xuất thủ có thần phù quân cùng thế giới thụ tương trợ thiên mẫu dám ra tay mộ dung chúa tể liền có nắm chắc đem nàng trọng thương từ đó cướp lấy hậu thổ giá y đương nhiên hắn nếu là chủ động xuất thủ công kích thiên mộ dù là có hai chi thần quân tương trợ cũng tuyệt đối là công dã tràng thậm chí có thể trả giá thương vong tu vi đạt tới một bước này của bọn họ ai đánh giá thấp đối thủ của mình ai phạm sai lầm trước người đó sẽ phải trả giá thật lớn sinh tử thiên tôn cùng đệ nhị nho tổ giao phong là cục diện mộ dung chú tể muốn nhìn thấy nhất niềm vui trong lòng đã tràn tới trong mắt thứ nhất vô luận sinh tử thiên tôn là ai cho dù là minh tổ thời kỳ sau khi trọng thương cùng đệ nhị nho tổ tồn tại như vậy giao phong cũng nhất định phải lộ nguyên hình không có khả năng che giấu được thứ hai nếu sinh tử thiên tôn không phải minh tổ như vậy hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của đệ nhị nho tổ một khi hắn chiến bại, thiên mộ tất nhiên là muốn ra tay, đến lúc đó, mộ dung chúa tể có thể xuất lĩnh hai chi thần quân. Dĩ giật đãi lao, cho thiên mộ đón đầu thống kích, đây là cơ hội, hắn ngược lại không có nghĩ tới, có thể đem sinh tử thiên tôn cùng thiên mộ đánh chết tại ly hận thiên. Lại càng không muốn làm cho hai người này tự bảo thủy tổ thần nguyên. Có thể đánh tan bọn họ, cũng đánh bại tin ngưỡng của tu sĩ đương thời. Sau đó, sẽ không còn phải lo lắng bọn họ phản loạn, giống như súc sinh nuôi trong trùm lợn, thật muốn giết sinh tử thiên tôn cùng thiên mỗ, phải xem thái độ của vị kia, cũng phải xem phản ứng của thi yểm, bạch ngọc thần hoàng, hắc ám tôn chủ, thiên ma, chúa tể đại nhân, phù xuất hướng mộ dung chúa tể hành lễ, mộ dung chúa tể gật đầu, thuận miệng nói, người nhường ra vị trí thống soái, do ẩn thi đảm nhiệm, người làm trợ thủ cho hắn, vâng phù xuất gỡ ngọc phù trên chán xuống. Không có bất mãn, trình lên ẩn thi đứng sau mộ dung chúa tể. Ngay sau đó, phù xuất bẩm báo, vận mệnh thần điện dưới đại thánh những tu sĩ kia. Chỉ cần một ý niệm, đều có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn thần phục. Vì thần phù quân thúc giục thế giới tụ các thế giới bên trong trận pháp. Nhưng trên đại thánh, đặc biệt là trên đại thần tu sĩ, phần lớn rất kiên cường, là toàn bộ trảm chi, hay là khống chế hồn linh, mộ dung chúa tể nhìn về phía bên trong vận mệnh thần điện ngã vào trong vũng máu khuyết hải thượng u nhược hải thượng minh cung viêm cự âm dương thần sư thanh phỉ vi một nhóm lớn thần linh mỗi người đều bị bán tổ trật tự thần liên giam cầm trên người vết thương trồng chất chỉ còn lại nửa thân thể tàn phế không vội thiên mỗ cùng vận mệnh thần điện chân chính cự đầu nhân vật chưa bắt được những người này nói không chừng còn có chút tác dụng Thình thịch, thân thể mộ dung chúa tể xuất hiện một tiếng nổ vang. Hàng tỷ đạo quang hạt từ trong cơ thể bay ra, mỗi một hạt ánh sáng, đều là một đạo thủy tổ niệm hình người, bay về các phương cùng các chiều của thế giới thủ, phát thảo thủy tổ minh văn, có chiều không gian, vượt qua không gian, phát thảo ra thủy tổ minh văn có thể điều động hư vô thế giới hư vô chi lực. Cũng có thể phòng ngừa thế giới thủ bị người từ hư vô thế giới công phá có những chiều không gian vượt qua thời gian có thể điều động năng lượng vũ trụ trong quá khứ và tương lai cũng có thể phòng ngừa thủy tổ xuất thủ từ quá khứ và tương lai có chiều không gian tiến vào cấp độ thần hồn và ý thức có thể chống đỡ công kích thần hồn và ý thức xâm lấn của thủy tổ cũng có thể thông qua thủy tổ trận pháp phát động thần hồn công kích cùng ý thức công kích đấu pháp của trương nhược trần và đệ nhị nho tổ không nhanh chóng kết thúc như các phương dự đoán hai người từ ly hận thiên đánh tới thế giới chân thật lại từ thế giới chân thật đánh tới thiên hoang từ thiên hoang đánh tới quá khứ ở trên dòng sông thời gian mơ hồ có thể nhìn thấy ba vạn năm trước minh tổ quang ảnh hai người mới là lập tức vòng trở về dọc theo dòng sông thời gian đấu pháp một đường xuôi dòng xuống dưới vượt qua đương thời tiến vào tương lai tương lai thời gian sông dài chảy xiết vô cùng bởi vì hai người xâm nhập trong sông không gian cùng thiên cơ đang không ngừng biến hóa thiên cơ mạch lạc kéo dài ra vô số hướng đi ngoại trừ dòng sông thời gian vĩnh hằng thiên cơ tương lai căn bản không xác định bởi vì hai người bọn họ xâm nhập tạo thành thiên cơ biến hóa đang nhanh chóng sụp đổ dòng sông thời gian cũng càng ngày càng hẹp thời gian xuất hiện dấu hiệu gián đoạn đại biểu bởi vì bọn họ xông vào tương lai tạo thành đại lượng kiếp có thể đến sớm thời gian phải ở lúc đó hoàn toàn biến mất hóa thành tịch vô mà bọn họ vẻn vẻn chỉ là đi tới tương lai mấy ngàn năm mà thôi từ đầu đến cuối đệ nhị nho tổ đều ứng đối cực kỳ nhẹ nhàng thành thảo hắn đứng trên dòng sông thời gian tóc bạc phơ chân đạp vuông đỉnh đầu tròn hắc bạch nhị khí diễn hóa ngày đêm vừa thi triển thuật pháp hắn vừa nói sau thương diệu dòng sông thời gian liền mất đi ý nghĩa tương lai đang không ngừng phát sinh biến hóa ai đi tới tương lai đoạn tương lai đó sẽ sụp đổ, sẽ không xuất hiện trong diễn biến chân thật, nhưng lại tiêu hao năng lượng thời gian tương lai, sẽ dẫn phát đại lượng kiếp sớm hàng lâm. Ngươi còn không hiển lộ diện mạo thật sao, chỉ dựa vào chiến lực hiện tại của ngươi, còn xa mới đủ khiêu chiến thần giới. Đệ nhị nho tổ rất rõ ràng, vị này sinh từ thiên tôn vẫn chưa sử dụng toàn lực. Thậm chí, cũng không có sử dụng chính mình căn nguyên nhất lực lượng. Không khỏi lòng hiếu kỳ tăng nhiều hiển nhiên thực lực của sinh tử thiên tôn vượt qua dự đoán của hắn thiên ý quyết tuyệt nhân ý đệ nhị nho tổ rốt cục thi triển tinh thần lực đại đạo bản nguyên nhất của mình thiên ý tinh thần lực hóa thành thiên ý thiên ý hóa thành thiên địa ấn ký giống như vũ trụ căn bản đại đạo hóa thân trong phút chốc thế giới tương lai phía sau hắn không ngừng sụp đổ trong một không gian nặng nề năng lượng chuyển động của ngôi sao ánh sáng của ngôi sao bóng tối lạnh lẽo, không gian rộng lớn, thời gian trôi qua, tất cả năng lượng, đều dung nhập ý trời, vượt qua thời không, trực tiếp công kích ý thức và hồn linh của Trương Nhược Trần. Thiên ý nghiền nát tất cả, bước đầu tiên chính là muốn làm tan giã ý thức tu sĩ, để cho nó vật hóa, ầm ầm, trong nháy mắt ý thức thiêu đốt trong cơ thể, Trương Nhược Trần chân đạp ấn ký thời gian, bảo lui về thời không vốn có. Thời không vốn chỉ mới qua sáu ngày, thiên mỗ chờ ở ly hận thiên, cùng mộ dung chúa tể cách không nhìn nhau, đem kiềm chế, cảm nhận được thời gian dao động, nàng vung tay áo đỏ lên, cuồn cuộn ma khí hóa thành một mảnh mây tím đen, giúp sinh tử thiên tôn rơi trở về hóa giải thiên ý trong lúc vô hình. Thiên mỗ nhíu mày, có chút lo lắng nói, thế nào, không sao, trường nhược trần từ trong ma vân đi ra. Nhìn huyền hoàng kích bị thiên ý cùng thời gian xâm chiếm ảm đạm không ánh sáng trong tay kích can xuất hiện vết rách, căn bản không chịu nổi thủy tổ giao phong cấp bậc này. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã đủ có thể nhìn ra nó bất phàm, có trở thành đệ nhất thần khí tiềm lực, kích phong đã dỉ xét, giống như đã trải qua ngàn vạn năm tháng, Trương nhược trần thu huyền hoàng kích lại, dù sao cũng là hạo thiên dốc hết tâm lực chế tạo. Không thể hoàn toàn tổn hại, hắn nói, đệ nhị nho tổ đúng là phá cảnh cấp 96 đủ để so sánh với những truyền kỳ trong lịch sử. Thiên ý khó đối phó, có thể vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn, quy tắc, thần khí, trật tự đều không thể ngăn cản. Chống lại hắn, người phải cẩn thận bảo vệ ý thức cùng hồn linh. Bất quá, có hậu thổ giá y tải, thiên ý muốn đả thương ngươi, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên mỗ cũng không quan tâm đối phương có phải cấp 96 hay không. Nói, vậy kế tiếp để ta chiến hắn, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thiên ý tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải không có phương pháp đối phó, trận chiến này chưa kết thúc, thấy thái độ tự tin không giảm chút nào, thiên mẫu lộ ra vẻ khác thường, hỏi, thiên tôn thế nhưng là đạt tới thủy chung như một cảnh giới sao? Nàng vừa rồi đề nghị như vậy, kỳ thật là muốn hạ tứ đấu thượng tứ, tự mình đi kiềm chế đệ nhị nho tổ, sau đó, sinh tử thiên tôn thượng tứ này thì có thể đi đối phó mộ dung chúa tể hạ tứ này, từ đó thực hiện mục đích đoạt lại thế giới thù. Nhưng tự hồ, sinh tử thiên tôn càng muốn chiến thắng đối phương để đạt được mục đích. Nàng tự nhiên chỉ có thể suy đoán thủy chung như một. Đạt tới thủy tổ cảnh, bọn họ đã hiểu rõ bộ phận căn bản của thiên đạo, biết thủy tổ không phải là điểm cuối tu hành, tựa như mộ dung bất hoặc ghi lại trong thủy tổ pháp luật. Tinh thần lực 95 giai xưng là hữu thủy hữu chung đối ứng võ đảo tu hành hữu tẫn hữu vi hữu hạn tinh thần lực đạt tới cấp 96, thì bị trở thành thủy chung như một đại biểu cảnh giới viên mãn sinh từ tuần hoàn trong cơ thể thọ nguyên tăng nhiều có thể sống hơn 10 nguyên hội đạt tới cảnh giới này thủy tổ có thể lựa chọn thoát ly thần nguyên cùng thần tâm hoặc là dung hợp thần nguyên cùng thần tâm để cho thần hồn tinh thần thần khí hòa vào thân thể, khiến cho thần nguyên và thần tâm không còn trở thành sơ hở hoặc gông cùm xiềng xích của mình nữa. Thủy tổ pháp điển ghi chép đến một bước này, đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ đời sau biết tinh thần lực của mộ dung bất hoặc tu luyện tới cấp 96. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng, chiến lực cũng không hoàn toàn bị cảnh giới hạn chế, đều là thủy tổ, địa tạng vương có thể chém giết minh tổ. Chúng ta cũng không thể so với Địa Tạng Vương kém đi. Nói hay lắm, cảnh giới ở trong đấu pháp, đích xác chiếm ưu thế, nhưng thắng thua, nhân tố quyết định quá nhiều. Năm đó Bất động Minh Vương Đại Tôn mới tu luyện bao nhiêu năm, lại để cho Trường Sinh Bất Tử giả sống hơn ức năm chịu nhiều đau khổ. Ta thấy các hạ, cũng không kém Bất động Minh Vương Đại Tôn bao nhiêu, không gian chấn động, đệ nhị nho tổ từ tương lai thời không trở về, tay áo bồng bềnh mặc dù mỉm cười nhưng khí thịnh, thiên mẫu lập tức sẵn sàng đón địch, đệ nhị nho tổ nói, hai vị, đến đây kết thúc đi, tiếp tục đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thần giới không có khả năng đem hai cây thế giới thụ trả lại. Thật muốn đánh tới long trời lở đất, đối với ai cũng không có lời, xa xa, một đạo thanh âm thanh thúy vang dội truyền đến, nho tổ vẫn là đem hai cây thế giới thụ trả lại đi. Bằng không trong vũ trụ thiên địa tế đàn liền không giữ được, xa xa trương hư không, chỉ giao đứng ở bất động minh vương đại tôn 27 trọng thiên vũ thế giới đỉnh. Trong tay nâng lên thần khí thiên địa kỳ đài, trong mỗi tầng thiên vũ thế giới đều có một cường giả đứng đầu tọa chấn. Kim nghe lão tổ, táng kim bạch hổ, vẫn thần đào chủ, kiếp thiên, thiên cốt nữ đế, ngũ long thần hoàng, tu thần thiên thần, bạch khanh nhi, vô nguyệt, nguyệt thần, trương cốc thần, trương bắc trạch, Trương Tố Nga, Huyết Linh Tiên, Khư Côn Chiến Thần, Ngư Thái Chân, Ngư Thần Tĩnh, Tiểu Hắc, A Lạc cũng có một phần không đến. Tỷ như Vấn Thiên Quân, Kỳ Phạm Tâm, Si Hình Thiên, Thần Ba Công Chúa, Bát Dược Dạ Xoa Long, Ân Nguyên Thần vân vân đều lưu thủ kiếm giới, chấn áp từng tòa thiên địa tế đàn bên kia. Không hề nghi ngờ, lúc này bất động minh vương đại tôn lưu lại 27 trọng thiên vũ này tuyệt đối có tư cách cứng đối cứng với thủy tổ. Đệ nhị nho tổ nhìn thoáng qua chính mình đã từng tế luyện thần khí thiên địa kỳ đài. Tiện đà, ánh mắt nhìn xuống thế giới chân thật mênh mông tinh hài. 12 vạn 9600 thiên địa tế đàn, có cái đã xây xong, có cái đã xây xong một nửa, không có ngoại lệ, đều bị từng chi đại quân công hãm, ở khắp nơi chủ tế đàn, ít nhất đều có một tôn bán tổ tọa chấn, đệ nhị nho tổ có vẻ rất bình tĩnh. Tự hồ hết thầy đều ở trong dự liệu của hắn, nói, các ngươi cho rằng như vậy có thể bức thần giới nhượng bộ. Sự bình tĩnh của đệ nhị nho tổ khiến cho tất cả tu sĩ nhìn về phương hướng này trong lòng đều lột bột. Trương Nhược Trần nói, vậy mời nho tổ giải đáp nghi vấn cho chúng ta. Mộ dung chúa tể đứng ở vận mệnh thần sơn trên, cười nói, Trần tể nếu lựa chọn lấy thế giới thủ, tự nhiên nghĩ ra như thế nào ứng đối các ngươi hết thầy phản kích thủ đoạn các ngươi thật cảm thấy mình có thể uy hiếp được thiên địa tế đàn. Đệ nhị nho tổ ngừng chuyển động hai quân cờ trong tay. Song trường hợp phách, ba một tiếng, toàn bộ vũ trụ bên trong tinh thần, giống như sóng cuộn, đều là rất nhỏ rung động một chút. Giao, giao, tế đàn cách đệ nhị nho tổ gần nhất, bắt đầu chuyển động, bắn ra một chùm sáng. Đạo chùm sáng này xuyên qua thông đạo không gian của thế giới chân thật và thần giới. Xuyên qua hai giới một góc thần giới, ở một đầu khác của cột sáng hiện ra, tinh thần lực vô hình khuếch tán ra xa hơn, lan tràn với tốc độ cực nhanh, đi đến đâu, thiên địa tế đàn nhau nhau bị kích hoạt, bắn ra trùng sáng, liên thông thần giới, huyết đồ tọa trấn thiên địa tế đàn trên một chủ tinh của địa ngục giới. ngẩng đầu nhìn về phía cuối trùng sáng, phát hiện thần giới đang chìm xuống, thần giới tức là muốn giáng lâm chân thật vũ trụ lại như là muốn thôn vệ chân thật vũ trụ, thiên địa tế đàn chẳng lẽ là một cây cột thiên địa nối liền thần giới. Muốn cho hai không gian trùng điệp, huyết đồ tọa chấn chủ tinh này nhiều năm, lúc xây dựng thiên địa tế đàn đã lưu lại một tay. Tế đàn nội hạch, có phương pháp hủy diệt hắn bố trí, hắn vừa mới động niệm, muốn khởi động phương pháp hủy diệt, trong đầu liền hiện ra hư ảnh thiên địa tế đàn, đột nhiên, mi tâm thần võ ấn ký thiêu đốt lên không bị hắn khống chế bay vào tế đàn đỉnh trùm sáng bên trong thần võ ấn ký bị lấy đi nếu không phải hắn tu vi đủ cao liền ngay cả thần hải cùng thần nguyên đều bị hút vào trùm sáng huyết đổ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng chớ động niệm phá hủy thiên địa tế đàn tế đàn thiên địa ẩn chứa thiên ý sẽ lấy đi thần vũ ân ký thần hải thần nguyên có tu sĩ tinh thần lực tiến lên muốn đánh ra thuật pháp nhưng vừa mới động niệm thần giới liền có một đạo thiên lôi rơi xuống đem hắn bổ đến thần hình câu diệt không tốt là thiên địa tế đàn khóa chặt ý niệm của chúng ta có thể mượn thần giới lực đem chúng ta đánh chết huyết đồ trong lòng kinh hãi vạn phần đem thần giới mấy vị có danh có tính lợi hại nhất nhất mắng một lần thật kỳ lạ mắng những người này vậy mà một chút chuyện cũng không có huyết đồ âm thầm suy đoán Đệ nhị nho tổ chỉ giao cho thiên địa tế đàn ý niệm phản kích. Tu sĩ động niệm phá hủy thiên địa tế đàn mới có thể bị phản kích. Tức là có thể là bởi vì thiên địa tế đàn còn chưa hoàn toàn xây dựng thành công. Cũng có thể là bởi vì tinh thần lực của đệ nhị nho tổ còn chưa đủ cường đại. Dù sao, người điều khiển 72 tầng tháp kia mới là nhân vật đáng sợ nhất chân chính của thần giới. Tinh thần lực của đệ nhị nho tổ không ngừng khuếch tán ra ngoài khởi động thiên địa tế đàn rất nhanh đã vượt qua vạn tòa tốc độ khởi động như vậy còn nhanh hơn cả đám người trương nhược trần hạ lệnh phá hủy thiên địa tế đàn thiên mẫu giờ phút này cũng có chút nhìn không thấu thiên địa tế đàn bản chất ý nghĩa nhưng vẻn vẹn chỉ là bày ra một góc băng sơn đã đủ dọa người có khả năng đem trong vũ trụ tất cả tu sĩ thần võ ấn ký lấy đi có khả năng thần giới sẽ thôn vệ chân thật vũ trụ có khả năng toàn bộ vũ trụ sinh linh đều bị hiến tế thần võ ấn ký sơ hở như vậy từng cái võ đạo tu sĩ đều có ai cũng không biết thần giới muốn dùng nó tới làm cái gì thần võ ấn ký bị lấy đi có thể chỉ là nhẹ nhàng nhất hậu quả dù sao thiên địa tế đàn còn không có hoàn toàn xây dựng thành công có thể bộc phát ra uy lực có hạn động thủ thiên mẫu hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ lấy huyết sát linh mở đường nhằm phía đệ nhị nho tổ muốn ngăn cản hắn hoàn toàn kích hoạt thiên địa tế đàn đệ nhị nho tổ mỉm cười lui về phía sau một bước nhất thời không gian nhanh chóng gấp lại thân thể đạt tới vô tận xa xôi không gian bên ngoài hắn tay phải nâng lên dâu bạc tung bay cực kỳ giống một vị hô phong hoán vũ tuyệt đại thần thánh sau một khắc cảnh tượng khiếp sợ sinh linh các tộc vũ trụ phát sinh chỉ thấy nửa cái hoàng tuyền tinh hà giống như một cái màu vàng cự long. Ở trong vũ trụ ngẩng đầu dơ lên, và chạm bay về phía đệ nhị nho tổ và thiên mổ. Tất cả năng lượng vũ trụ, giống như vào giờ khắc này tập trung bộc phát, đem thiên mổ đánh cho bay ngược trở về. Phải biết hoàng tuyền tinh hà dài đến mười mấy vạn năm ánh sáng. Không biết bao nhiêu vạn ức dặm sau khi thương diệu, không gian trở nên cực kỳ không ổn định, phát sinh sai vị trí hoàng tuyền tinh hà mới xuất hiện dấu hiệu đứt đoạn, đệ nhị nho tổ hư thủ nắm lên nửa đầu hoàng tuyền tinh hà. Rút ra trong đó bộ phận lực lượng công kích thiên mổ. Có thể nói vô thượng đại thần thông, kinh hãi thế gian hết thầy tu sĩ, cũng không phải là thật sự nắm lên, không có nghịch thiên như vậy, chỉ là điều khiển thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc. Sửa đi tinh thần vận hành lộ tuyến, ngay tại vừa rồi một kích kia trong nháy mắt, bên trong hoàng tuyền tinh hà thì có trăm vạn khỏa hàng tinh ở trùng kích bên trong bão toái dẫn phát tiến thêm một bước hủy diệt bão táp có thể nói ở trước mặt thủy tổ thần linh như cỏ cây chúng sinh như con kiến hôi lời này một chút nói quá đều không có cho ta định trương nhược trần tóc dài không gió tự động hai con người hiện lên thái cực tứ tượng ấn ký một chỉ điểm đi ra ngoài thời không nhị lực quang minh cùng hắc ám thổi quét mười vạn tinh vực ngọc thụ mặc nguyệt cao mấy trăm ức dặm ở vị trí long đầu của hoàng tuyền tinh hải nhanh chóng sinh trưởng ra rốt cành nảy mầm đem long đầu đè xuống ngọc thụ là thời gian chi lực ngưng tụ thành mặc nguyệt là hắc ám chi lực hội tụ đồng thời huyễn diệt tinh hải do không gian lực cùng quang minh lực ngưng tụ thành lại là đem nửa cách hoàng tuyền không gian triệt để chấn áp được bình phục ngay cả chỗ không gian vỡ nát cũng có thể chữa trị giờ khắc này Toàn bộ vũ trụ quy về yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sinh Tử Thiên Tôn thân hình chắc tuyệt, đạo bào phần phật, tay áo tung bay, giữa trời đất có lá cờ, đón gió phấp phới, rực rỡ chói mắt. Hết chương 4134 rồi à? Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.